và qua dòng lịch sử cứu độ, Chúa đã bao lần dùng nước do chính Chúa tạo thành để bày tỏ hiệu năng của phép thánh tẩy. Quả vậy, ngay từ lúc vũ trụ khởi nguyên, thánh thần Chúa đã bay là trên mặt nước, để từ đó nước hàm chứa năng lực thánh hóa muôn loài. Chúa lại dùng nước hồng thủy làm hình ảnh tiên báo phép rửa ban ơn tái sinh. Vì hồi đó cũng như bây giờ, nước biểu thị quyền năng Chúa vừa tiêu diệt tội lỗi, vừa khai mở một đời sống mới. Chúa đã giải thoát con cháu ông Abraham khỏi vòng nô lệ mà dẫn qua biển đỏ ráo chân, để họ tượng trưng một dân tộc mới là những người được thánh tẩy sau này. Và sau hết, khi đến thời đến buổi, chính con một Chúa, Đức Giêsu Kitô đã lãnh nhận phép rửa của Thánh Gioan trong dòng nước sông Gioan và đã được Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mình người. Lúc bị treo trên thập giá, người đã để cho máu cùng nước từ cạnh sườn chảy ra, và sau khi sống lại, người đã truyền cho các môn đệ rằng: anh em hãy đi giảng dạy và làm phép rửa cho muôn dân, nhận danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vậy giờ đây là Chúa, xin thương đến giáo hội và khơi lên giữa lòng giáo hội nguồn nước thánh tẩy. Xin cho dòng nước này được thấm nhuần thần khí của Đức Kitô, để nhân loại Chúa đã được dựng nên theo hình ảnh Chúa Kitô được thanh tẩy khỏi mọi vết nhơ con người cũ và tái sinh làm người mới nhờ nước và thánh thần. Lạy Chúa, nhờ công ơn con một Chúa, xin cho nước này đầy tràn sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để những ai được dìm trong nước thánh tẩy này, nghĩa là cùng chết và chịu mai táng với Đức Kitô, cũng được sống lại với người để hưởng phúc trường sinh. Người hằng sống và thiên tri muôn đời. Anh chị em sắp sửa lãnh nhận bí tích rửa tội do lòng Chúa yêu mến và sẽ được sự sống mới bởi nước và Chúa Thánh Thần. Giờ đây anh chị em được mời gọi từ bỏ tội lỗi và tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô như hội thánh tin. Chính trong đức tin này mà anh chị em được chịu phép rửa tội để sống cho xứng đáng là con cái tự do của Thiên Chúa. Anh chị em cộng đoàn phụng vụ Thánh Phêrô thân mến, nhờ mầu nhiệm vừa qua, chúng ta được mai táng với Đức Kitô trong bí tích thánh tẩy, để được cùng người sống đời sống mới. Trong thời gian thanh luyện của mùa chay đã kết thúc, chúng ta hãy lặp lại những điều đã tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, là từ bỏ Satan với tất cả những gì thuộc về nó và trung thành phụng sự Chúa trong hội thánh công giáo. Vậy tất cả chúng ta để sống cho xứng đáng là con cái tự do của Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ gian tà không? Anh chị em có từ bỏ Satan là đầu mối gây ra những tội ác không? Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đến tạo thành trời đất không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô là con một của Chúa Cha và là Chúa chúng ta, đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và mai táng, đã từ cõi chết sống lại và đang ngự bên cùng Đức Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Chúa Thánh Thần, tin hội thánh công giáo, tin các mầu nhiệm hiệp thông trong hội thánh, tin có ơn tha tội, tin xác phàm sẽ sống lại và tin có sự sống đời đời không? Đó là đức tin của chúng ta.
của Hội Thánh, chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Mời cộng đoàn phục vụ chúng ta cùng đứng lên.